Thưa quý vị, hình ảnh gửi cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm làm nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng nhân dân. Họ, những bông hồng đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, không ngừng đổi mới, có nhiều sáng tạo trong cải cách lề lối làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng đến mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Gần 1/3 quân số toàn đơn vị, phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh tham gia thực hiện nhiệm vụ gần như trên tất cả các lĩnh vực công tác của đơn vị. Trong năm qua, thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phụ nữ công an tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa. Những hội viên Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò hội viên trong thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử và thực hiện việc cấp trên 1 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân toàn tỉnh để đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh sớm được hưởng những tiện ích của thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Tính từ khi triển khai cao điểm cấp căn cước công dân từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến nay, chị em đã tham gia cùng với tập thể đơn vị tiếp nhận làm thủ tục cấp trên 7.000 căn cước công dân, gần 2.000 định danh điện tử. Song song với thực hiện kế hoạch cao điểm, cán bộ nữ tích cực tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, cấp căn cước công dân cho công dân và cập nhật thông tin tiêm chủng, thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân. Tham gia sắp xếp hồ sơ lưu trữ, nhập dữ liệu vào các phần mềm quản lý hồ sơ con dấu nhằm phục vụ cho công tác quản lý, khai thác nghiệp vụ lâu dài. Lưu trữ con dấu của công an 71 đơn vị cấp xã để phục vụ công tác triển khai thực hiện việc đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại cấp xã. Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công đối với lĩnh vực con dấu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tra cứu bổ sung số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, phục vụ công tác làm sạch dữ liệu quốc gia dân cư và dữ liệu căn cước can phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp hồ sơ căn cước công dân có gắn chip điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tra cứu thông tin, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân, phục vụ tốt các yêu cầu phòng chống tội phạm, các yêu cầu công tác nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành và yêu cầu hợp tác của tổ chức cá nhân. Tôi đã phát động cho chị em tích cực tham gia làm việc ngoài giờ, ban đêm và kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ để góp sức cùng với đơn vị hoàn thành cái chỉ tiêu cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân trên toàn tỉnh. Cái sự tạo điều kiện và sự ghi nhận kịp thời của đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị và song song với đó là cái sự đồng hành thấu hiểu của ban chấp hành hội với chị em để vừa là kết nối chị em lại với nhau, vừa chia sẻ mình động viên khích lệ. Cái điều quan trọng nhất là phải xây dựng được cái sự đoàn kết, đồng thuận trong chị em. Từng chị em thì được bố trí ở những cái bộ phận công tác khác nhau. Chị em nào cũng cố gắng một chút, quyết tâm một chút để cùng nhau hoàn thành cái mục tiêu mình đã đặt ra một cách tốt nhất. Bên cạnh những cố gắng không ngừng để hoàn thành công tác chuyên môn, các chị em hội viên với tinh thần tương thân tương ái thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ban chấp hành hội cũng luôn giúp đỡ động viên chị em tích cực tham gia hoạt động chung sức vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần xây dựng hội ngày càng vững mạnh, trở thành điểm sáng trong phong trào công tác công an. Đặc biệt, cơ sở hội là một trong hai đơn vị được Trung ương hội tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiều tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện xã hội. Nhưng khi trở về với gia đình, cán bộ hội viên Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất bổn phận của một người vợ, người mẹ, giữ lửa trong gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những bông hoa trong rừng hoa vẫn lặng thầm cống hiến. Các chị em hội viên luôn hết mình vì công việc, tất cả vì mục tiêu, vì nhân dân phục vụ.